Tỉnh Hòa Bình được thành lập ngày 22 tháng 6 năm 1886 theo nghị định của Kinh lược Bắc Kỳ với tên gọi là tỉnh Mường, tách phần đất có người Mường cư trú từ các tỉnh Hưng Hóa, Sơn Tây, Hà Nội, Ninh Bình. Sau hai lần đổi tên là tỉnh Chợ Bờ và tỉnh Phương Lâm, đến ngày 5 tháng 9 năm 1896, chính thức được gọi là tỉnh Hòa Bình với bốn châu, Lương Sơn, Kỳ Sơn, Lạc Sơn, Mai Đà, tỉnh lỵ đặt tại làng Vĩnh Diệu, xã Hòa Bình, nay là thành phố Hòa Bình. Từ năm 1950, các châu được đổi thành huyện và một số huyện được tách ra. Hòa Bình có vị trí chiến lược ở Bắc Bộ, là cửa ngõ thủ đô Hà Nội lên vùng Tây Bắc, là bản lề giữa đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ với Tây Bắc. Là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, trải qua 135 năm, tỉnh đã cùng với cả nước vượt qua bao khó khăn gian khổ, lập nên nhiều kỳ tích, từ giành chính quyền tỉnh lỵ về tay nhân dân đến đóng góp to lớn trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, bảo vệ vững chắc tổ quốc và xây dựng quê hương phát triển. Ngày 27 tháng 12 năm 1975, tỉnh Hòa Bình và tỉnh Hà Tây hợp nhất thành tỉnh Hà Sơn Bình. Trong 15 năm hợp nhất, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của tỉnh Hà Sơn Bình. Đến ngày 12 tháng 8 năm 1991, tỉnh Hòa Bình chính thức được tái lập. Đây là dấu mốc lịch sử đáng nhớ của nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Trong niềm phấn khởi được tái lập tỉnh, nhưng ban đầu tỉnh cũng gặp muôn vàn khó khăn thách thức, là một trong những tỉnh nghèo nhất nước, thiếu thốn về nhiều mặt, từ cơ sở vật chất đến đội ngũ cán bộ, công nghiệp, thương mại, dịch vụ quá nhỏ bé sơ sài, kinh tế thuần nông là chủ yếu, đời sống của nhân dân hết sức khó khăn, nạn thiếu đói diễn ra trầm trọng, 253.500 người thiếu đói vào năm 1991. Cả tỉnh mới có 3 huyện thị xã có điện lưới quốc gia, 17 xã phường có điện. Năm 1992, sau 1 năm tái lập, thu ngân sách nhà nước của tỉnh chỉ được 61,1 tỷ đồng. Trước tình hình đó, tỉnh đã chủ trương nhanh chóng ổn định tổ chức nơi làm việc để bắt tay ngay vào phát triển kinh tế, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quan tâm và đặc biệt coi trọng nhiệm vụ sản xuất nông lâm nghiệp, đẩy mạnh trồng cây công nghiệp và trồng rừng. Các hoạt động sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải được củng cố đẩy mạnh. Các ngành tài chính, thương mại, lương thực, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội được triển khai kịp thời, đảm bảo hoạt động thường xuyên, bước đầu có kết quả rõ rệt. Với sự cố gắng nỗ lực không ngừng, tinh thần vượt khó, truyền thống đoàn kết vận dụng sáng tạo những chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn địa phương và đề ra những quyết sách đúng đắn, đặc biệt là dưới ánh sáng nghị quyết của Đảng, tỉnh đã có bước phát triển vượt bậc toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và đang hội nhập hòa cùng với dòng chảy đổi mới của đất nước. Các tiềm năng, lợi thế, nguồn lực được huy động và sử dụng hiệu quả để phát triển kết cấu hạ tầng sản xuất. Nếu thời kỳ mới tách tỉnh, ngành công nghiệp gần như ở con số 0, giờ đây đang có sự bứt tốc mạnh mẽ, thể hiện sứ mệnh là tàu kéo, dẫn dắt các ngành kinh tế. Tỉnh đã chú trọng huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, điểm nhấn là phát triển hạ tầng giao thông, điện lưới, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp để mở rộng cửa thu hút đầu tư, đồng thời ban hành các nghị quyết, đề án, cơ chế, chính sách ưu đãi để thúc đẩy công nghiệp. Nhờ đó, nhiều nhà đầu tư đã chọn Hòa Bình là điểm đến và gắn bó. Điển hình như công ty trách nhiệm hữu hạn nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam tại khu công nghiệp Bờ Trái Sông Đà là một trong những doanh nghiệp công nghệ cao đầu tiên đầu tư vào tỉnh. Đi vào sản xuất từ năm 2002, công ty thường xuyên tạo việc làm cho trên 600 lao động, nộp ngân sách nhà nước hàng năm khoảng 8 đến 10 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam có mặt Hòa Bình là năm 2002. Khi đến đầu tư ở Hòa Bình thì có những cái điểm mà chúng tôi quan tâm. Thứ nhất là nguồn điện của Hòa Bình, nguồn nước của Hòa Bình là cái đặc thù mà các tỉnh bạn không thể có được. Mà nói đúng ở Việt Nam cũng hiếm có. Thế và cái nguồn nhân lực ở Hòa Bình chúng tôi đánh giá là người lao động cần cù, chịu thương, chịu khó và cũng học hỏi rất là nhanh, thông minh. Và đặc biệt nữa là cái bộ máy quản lý của tỉnh và ban ngành là cái điểm mà chúng tôi quan tâm nhiều và đã quyết định đầu tư. Và đến giờ là 19 năm thì thật sự cái đầu tư này đã không nhầm. Chúng tôi đã gặt hái được rất nhiều thành công và cũng đến giờ này chúng tôi đã ở cái mức là rất là cao về công nghệ và cũng có lời cảm ơn lại tỉnh Hòa Bình. Chắc cái bước đi của chúng tôi như thế có sự dìu dắt và có sự giúp đỡ của bộ máy chính quyền.
Đến nay, trên địa bàn tỉnh có trên 350 dự án sản xuất công nghiệp, chiếm 59,45% tổng dự án trong toàn tỉnh. Trong đó, gần 140 dự án đã đi vào sản xuất kinh doanh, 32 dự án vốn đầu tư nước ngoài. Đặc biệt, trong tỉnh đã có 8 khu công nghiệp với tổng diện tích đất quy hoạch trên 1.500 ha. Có 15 trên 20 cụm công nghiệp đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định thành lập với diện tích trên 620 ha. Trong các khu công nghiệp, đã có 102 dự án đầu tư giải quyết việc làm cho gần 20.000 lao động. 5 cụm công nghiệp đi vào hoạt động, đã có 13 dự án thứ cấp đầu tư sản xuất kinh doanh. Có thể nói là 30 năm, chúng ta đã trải qua những cái thăng trầm của lịch sử. Từ một cái tỉnh rất là nghèo khó khăn, chúng ta đã phấn đấu ngày càng vươn lên. Và chúng ta trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã có rất nhiều với doanh nghiệp, có quy mô sản xuất cũng khá lớn như nhà máy thủy điện Hòa Bình và các doanh nghiệp FDI. Mặc dù giá trị sản xuất công nghiệp nó nhỏ nhưng mà cái tiểu chất xám trong giá trị sản phẩm cũng như là cái sản phẩm làm ra đều mang tính hàm lượng khoa công nghệ cao. Lĩnh vực xuất khẩu cũng có sự bứt phá vượt bậc. Hiện nay có gần 50 doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, trong đó 26 doanh nghiệp FDI. Mặt hàng xuất khẩu gồm nhóm hàng điện tử, dệt may, hàng kim loại, hàng nông sản với thị trường chủ yếu là Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, EU. Những con số biết nói đã cho thấy bước phát triển nhảy vọt của ngành công nghiệp tỉnh Hòa Bình. Nếu năm 1992, giá trị sản xuất công nghiệp mới chỉ đạt 10 tỷ đồng, đến năm 2010 đạt trên 3.000 tỷ đồng và năm 2020 đạt 43.000 tỷ đồng. Tăng trưởng bình quân hàng năm của ngành đạt 20%. Năm 2020, lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu của tỉnh vượt mốc 1 tỷ đô la, tăng 31,7% so với năm 2019. Lĩnh vực nông nghiệp cũng có sự bứt phá. Từ một nền sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ manh mún, tỉnh đã khai thác tiềm năng lợi thế, tập trung phát triển sản phẩm nông nghiệp có lợi thế cạnh tranh, hình thành những vùng sản xuất tập trung quy mô lớn với nhiều sản phẩm chủ lực có vị trí vững chắc trên thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu. Nông dân đã thay đổi tư duy, hăng hái thi đua lao động sản xuất, đặc biệt là công cuộc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn 2016-2020, bình quân tốc độ tăng trưởng ngành nông lâm thủy sản đạt 4,09% một năm. Năm 2020, giá trị sản xuất theo giá so sánh đạt 11.403 tỷ đồng, gấp 14,4 lần so với năm 1991. Tổng đàn gia súc tăng gấp 27,1 lần so với khi mới tách tỉnh. Đến hết năm 2020, có 58 trên 131 xã, chiếm 44,3% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ hộ dân nông thôn được cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95,2%, độ che phủ rừng 51,5%. Cơ cấu nội ngành chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản. Cơ cấu cây trồng chuyển đổi từ cây trồng kém hiệu quả sang cây có giá trị kinh tế cao. Tỉnh quan tâm xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm, đảm bảo các sản phẩm nông sản hàng hóa chủ lực được truy xuất nguồn gốc, dễ dàng tiếp cận được thị trường khó tính. Một số sản phẩm của tỉnh đã có chỉ dẫn địa lý nhãn hiệu tập thể như chỉ dẫn địa lý Cao Phong cho sản phẩm cam quả của huyện Cao Phong, các nhãn hiệu tập thể mía tím Hòa Bình, hạt sổi Lạc Sơn, bưởi đỏ Tân Lạc, quả lạc lầy và rau hữu cơ Lương Sơn, cam Lạc Thủy, nhãn Sơn Thủy Kim Bôi, rau su su Tân Lạc, thổ cầm Mai Châu, rượu cần Hòa Bình, nhãn hiệu chứng nhận cá tôm sông Đà, mật ong Hòa Bình. Nông sản chủ lực của tỉnh ngày càng tạo được vị thế trên thị trường, được người tiêu dùng đánh giá cao với nhiều nông sản được tôn vinh. Năm 2016, sản phẩm cam Cao Phong và rau hữu cơ Lương Sơn là hai thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam do người tiêu dùng bình chọn. Năm 2017, cam Cao Phong, rau hữu cơ Lương Sơn và nhãn Sơn Thủy là top 157 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của cả nước. Sau 30 năm tái lập tỉnh, và ngành nông nghiệp đã có nhiều bước thay đổi và đột phá. Giá trị sản xuất theo giá so sánh đạt là 11.400 tỷ, gấp 14,4 lần so với năm 1991. Sản lượng cây lương thực có hạt hàng năm đạt 35,1 vạn tấn, gấp 2,6 lần. Và bình quân lương thực đầu người
từ 198 kg trên người trên năm năm 1991 mà lên 408 kg trên người trên năm, thế là năm đến năm 2020, và góp phần vào đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ cho người dân trong tỉnh. Và tỷ lệ độ che phủ của rừng đến năm 2020 là đạt 51,5%. Tổng đàn gia súc tăng từ 309.000 con năm 1991 lên 8,4 triệu con năm 2020, là tăng gấp 27,1 lần. Và diện tích nuôi trồng thủy sản là từ 1.300 hecta năm 1994 lên khoảng 2.700 hecta, và đến nay thì có khoảng trên 4.700 lồng cá nuôi trên lòng diện tích mặt hồ sông Đà, và sản lượng ước đạt khoảng 11.200 tấn, gấp khoảng 18,5 lần so với lại năm 1991. Có thể khẳng định, trong 30 năm tái lập, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, thống nhất, thực hiện nhiều giải pháp năng động, sáng tạo, phù hợp với từng giai đoạn và giành được những thành tựu đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Tỉnh đã vươn lên thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng khá cao, quy mô nền kinh tế được mở rộng. Năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP ước đạt gần 55.000 tỷ đồng, gấp 1,65 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp, thủy sản. Đến hết năm 2020, tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng chiếm 45,58%, trong đó công nghiệp chiếm 38,89%, dịch vụ chiếm 29,32%. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt khoảng 63,8 triệu đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2015, cao hơn trung bình khu vực Trung Du miền núi phía Bắc. Xây dựng nông thôn mới nằm trong top đầu khu vực. Hòa Bình là tỉnh đi đầu trong thực hiện chủ trương nghị quyết của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, đảm bảo tiến độ kế hoạch, gắn với chuẩn bị nguồn nhân sự cấp ủy đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được chăm lo, an sinh xã hội được đảm bảo, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, y tế giáo dục có nhiều tiến bộ, đời sống của nhân dân được nâng cao. Từ năm 2020, dịch COVID-19 bùng phát, ảnh hưởng tiêu cực đến các lĩnh vực của đời sống xã hội. Song với sự chủ động, quyết liệt, linh hoạt trong lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền, Hòa Bình được đánh giá là một trong những tỉnh phòng chống dịch hiệu quả. Từ đó giúp tỉnh thực hiện khá tốt mục tiêu kép. 9 tháng năm nay, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Hòa Bình chúng ta đạt được những thành tựu rất đáng trân trọng. Đây là công sức của toàn đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hòa Bình tiếp nối cái truyền thống cách mạng của chúng ta suốt 135 năm. Như đến năm 2020, cái mốc thì GDP của chúng ta nếu xét được cái giá so sánh thì chúng ta cũng đạt cỡ khoảng trên 52.000 tỷ. Là con số hết sức ấn tượng. Nhưng ấn tượng hơn nữa thì là thu nhập bình quân đầu người của Hòa Bình chúng ta đạt cỡ khoảng 60,3 triệu một đầu người. Thì xét vào cái top đầu của cái vùng miền núi phía Bắc và Trung Du. So với cả nước thì chúng ta cũng đạt được mức khoảng 9%. Đây là con số hết sức ấn tượng. Cái giảm nghèo chúng ta cũng đạt tốc độ bình quân nó cao gấp trung bình gấp đôi của cả nước. Và đến 2020 chúng ta chỉ còn ở mức là 8,56%. Đây là hạ tầng về trường học, về bệnh viện, về trạm y tế, rồi kể cả hạ tầng số nữa, rồi hạ tầng điện. Thì tất cả những cái nói chung là hạ tầng của chúng ta cũng đang phát triển để thể hiện cái sự phát triển của chúng ta và đáp ứng nhu cầu phát triển chúng ta trong quá khứ, hiện tại và trong tương lai chúng ta cũng tiếp tục. Đấy là cái môi trường đầu tư kinh doanh của chúng ta liên tục được cải thiện. Thu hút một loạt các cái nhà đầu tư lớn đến với khảo sát Hòa Bình. Chúng ta tiếp tục thực hiện các cái nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Trung ương về kiện toàn tổ chức bộ máy, đảng, chính quyền, đoàn thể để tiếp tục xây dựng một bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
bước phát triển vượt bậc của tỉnh được thể hiện rõ nét tại các địa phương với ngày càng nhiều đô thị, miền quê đáng sống. Sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu, thị xã Hòa Bình nhỏ bé lèo tèo ngày nào đã phát triển lớn mạnh và vươn mình nâng tầm thành đô thị loại 3 trực thuộc tỉnh vào tháng 10 năm 2006 và tạo được những dấu ấn nổi bật như năm 2011 là đơn vị đầu tiên trên toàn quốc được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi, năm 2018 là đơn vị đầu tiên trong tỉnh và vùng Tây Bắc được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trước kế hoạch 2 năm. Năm 2020, huyện Kỳ Sơn sáp nhập vào thành phố Hòa Bình cũng là sự kiện trọng đại, nhiệm vụ chiến lược tạo vị thế để thành phố phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. Trước hết, thành phố Hòa Bình đang trên đà thực hiện mục tiêu trở thành đô thị loại 2, phấn đấu đạt trước năm 2025. Tháng 10 năm 1991, tỉnh Hòa Bình được tái lập. Theo đó thì thị xã Hòa Bình khi đó là thị xã trung tâm của tỉnh. Với cái điều kiện hết sức là khó khăn, thì với cái sự lãnh đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và đặc biệt là sự vào cuộc của người dân, thì sau 15 năm xây dựng và phát triển, thì đến năm 2006 thì thị xã Hòa Bình được công nhận là đô thị loại 3 trực thuộc tỉnh Hòa Bình. Và đây là cái điều kiện hết sức là quan trọng và cũng là cái cơ sở ban đầu để xây dựng thành phố Hòa Bình ngày càng phát triển. Hết năm 2020 thì thành phố Hòa Bình là hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí, đặc biệt là thu ngân sách nhà nước đạt trên 600 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 66 triệu đồng trên người trên năm, tỷ lệ đô thị hóa là đạt 76% và tỷ lệ hộ nghèo rút xuống chỉ còn có 1,28%. Về định hướng xây dựng thành phố Hòa Bình trong tương lai là đô thị xanh, đô thị sáng và đặc biệt là cái đô thị hướng tới đô thị đáng sống, đáng đến của mọi người dân và du khách. Cầu phao bập bềnh sang sông, hai bờ lau sậy rậm rạp giờ đã thẳm sâu trong biển ký ức của người dân thành phố Hòa Bình. Thay vào đó là sừng sững ba cây cầu qua sông Đà, đường ô tô chạy êm du đôi bờ, đường đôi Trần Hưng Đạo, Trương Hán Siêu, đường Hòa Lạc Hòa Bình, quảng trường Hòa Bình và hàng loạt các khu cụm công nghiệp, siêu thị, trung tâm thương mại to đẹp hiện đại, tạo diện mạo mới cho đô thị trung tâm tỉnh. Công trình thế kỷ Thủy điện Hòa Bình có sự đóng góp đặc biệt quan trọng của cán bộ nhân dân tỉnh lỵ đã tỏa ánh điện muôn nơi, mở ra cánh cửa tương lai tươi sáng là nguồn thu ngân sách chính của tỉnh và nay đang được mở rộng giai đoạn 2. Đô thị trung tâm tỉnh ngày càng khang trang nhưng vẫn đậm bản sắc. Những chủ nhân của đô thị bên sông Đà tự hào bởi dòng sông vẫn uốn lượn qua thành phố, nhưng giờ đây sắc diện đôi bờ đã đổi thay, bừng lên sức sống mới. Thế hệ trẻ cũng thể hiện quyết tâm tiếp nối phát huy truyền thống, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp xứng tầm. Rất vinh dự và tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên quê hương đất Mường. Qua những thước phim lịch sử, những câu chuyện của ông bà, cha mẹ về những thời kỳ khó khăn, đầy gian khó trước và sau khi tái lập tỉnh Hòa Bình của địa phương, thì chúng tôi thế hệ trẻ ngày nay rất vinh dự, tự hào và trân trọng những giá trị lịch sử đó, tự nhủ sẽ luôn cố gắng phát huy hết khả năng của mình, sẽ đem hết sức trẻ cống hiến những phần việc công trình thanh niên để tiếp tục có những gìn giữ nét đẹp văn hóa của dân tộc và một lần nữa để xây dựng quê hương, từng bước phát triển xây dựng quê hương Hòa Bình ngày càng giàu đẹp văn minh. Khắp các huyện xã trong tỉnh, từ vùng thấp đến vùng cao cũng đều có bước phát triển mạnh mẽ. Nhân dân các dân tộc Mường, Dao, Mông, Thái, Kinh, Tày cùng đoàn kết chung sức xây dựng cuộc sống mới. Lương Sơn, vùng cửa ngõ thủ đô đã về đích xây dựng nông thôn mới, đang hướng đến trở thành thị xã công nghiệp phát triển vượt bậc với khu công nghiệp Lương Sơn và các cụm công nghiệp. Huyện Lộc Thủy cũng đã đạt chuẩn nông thôn mới, bốn Mường, Bi, Vang, Thàng, Động đã thay xa đổi thịt. Huyện vùng cao Mai Châu trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn cả với du khách trong nước và quốc tế. Huyện khó khăn Đà Bắc cũng đã chuyển mình vươn lên. Với Đà Bắc là một huyện vùng cao, vùng khó khăn của tỉnh Hòa Bình. Trước đây nói đến Đà Bắc, người ta thường nghĩ là khu như là rừng thiêng nước độc, rất là xa xôi. Cùng với các chương trình đầu tư, nhiều cái chương trình như là chương trình giảm nghèo bền vững, rồi nhiều xây dựng nông thôn mới và nhiều chương trình đầu tư được
Đảng, Nhà nước cũng như tỉnh quan tâm đầu tư. Hiện nay thì cơ bản Đà Bắc cũng đã kinh tế xã hội hàng năm đều được giữ vững và phát triển ổn định. Tỷ lệ hộ nghèo từ năm 2015 thì trước khi đại hội chúng tôi đánh giá là 51,57%. Tuy nhiên đến năm 2020 khi đánh giá tổng kết năm 2020 thì giảm xuống còn 23,75%, giảm hơn một nửa. Đấy. Thu nhập bình quân đầu người thì hiện nay năm 2020 chúng tôi đạt 29,5 triệu đồng. Mặt bằng so với chung của tỉnh là còn thấp. Tuy nhiên để có được quả hôm nay thì là cái sự nỗ lực cố gắng rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc của huyện Đà Bắc. Kinh tế xã hội có bước phát triển vượt bậc toàn diện, nhưng đồng bào các dân tộc tỉnh Hòa Bình vẫn giữ được bản sắc văn hóa, xứng đáng là nơi có nền văn hóa Hòa Bình nổi tiếng. Cái nôi văn hóa của người Việt cổ là vùng đất của sử thi đẻ đất đẻ nước, âm vang tiếng chiêng, những róng mo, những làn điệu dân ca, hình thành nên cốt cách, phẩm chất của con người Hòa Bình thân thiện, nghĩa tình, dễ mến, cần cù. Nhắc đến Hòa Bình là nhắc đến những dấu ấn về văn hóa, nổi bật như mo mường và nghệ thuật chiêng mường Hòa Bình đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong đó, mo mường được chính phủ đồng ý giao Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với các bộ ngành địa phương liên quan, lập hồ sơ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của thế giới. Văn hóa mường là một cái nền văn hóa trầm tích rất là phong phú và đồ sộ như là mo mường. Ví dụ như là không gian văn hóa mường thì nó rộng, nhưng mà ví dụ như là về chiêng mường, về mo mường và về phong tục tập quán, lễ hội dân gian, ngôn ngữ, tiếng nói, chữ viết, đại ý là tất cả những cái đó nó đều rất quan trọng trong người mường. Và nhất là vừa rồi năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có cái quyết định 118 đưa bộ chữ mường vào thực tế là trong cái đời sống người mường, và hiện nay đang được ngành giáo dục biên soạn thành sách giáo khoa để dạy. Tỉnh cũng như là các cái ngành chủ quản đang có những cái quyết sách, những cái hành động rất là cụ thể để mà lưu giữ, bảo tồn và phát huy nó trong đời sống đương đại cũng như là bảo tồn cho tương lai. Với những dấu ấn, kết quả đáng khích lệ đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, tỉnh Hòa Bình đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, Ngành, Trung ương tặng nhiều phần thưởng cao quý. Tiếp bước truyền thống vẻ vang, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang tiếp tục nỗ lực thi đua bằng những hành động, việc làm cụ thể, nắm bắt các cơ hội phát triển để thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng tỉnh phát triển nhanh và bền vững theo phương châm phát triển xanh, xanh hơn nữa, chăm lo tốt hơn đến đời sống của người dân để mỗi người dân thụ hưởng thành quả của đổi mới. Những mục tiêu định hướng phát triển xa hơn cũng đã được định hình hướng tới. Mục đích chung của chúng ta là đến 2025 thì đưa Hòa Bình trở thành tỉnh có điều kiện phát triển trung bình của cả nước về mặt kinh tế. Đến 2030 thì là tỉnh phát triển, đến 2050 là tỉnh phát triển top đầu. Cái hướng đi chúng ta rất là rõ ràng, mục tiêu cũng rất là cụ thể. Và trong nghị quyết Đại hội Đảng cũng đã đưa ra 4 đột phá chiến lược và 12 nhiệm vụ trọng tâm. Chúng ta mà cùng nhau phấn đấu đoàn kết, cố gắng hơn thì thực hiện thành công được 4 đột phá chiến lược và 12 nhiệm vụ trọng tâm này, thì tôi tin là Hòa Bình chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra. Thì nhân dịp 135 năm ngày kỷ niệm ngày thành lập tỉnh và 30 năm ngày tái thành lập, thì tôi mong muốn và kêu gọi chúng ta phát huy cái truyền thống tốt đẹp của Hòa Bình, đoàn kết, thống nhất, vượt khó, vượt qua mọi khó khăn, cùng chung tay thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh để đưa Hòa Bình chúng ta phát triển. Và mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân phải thấy rõ trách nhiệm của mình, đóng góp xây dựng quê hương không chỉ cho bản thân mình mà cho cả cộng đồng và cho cái niềm tự hào của mình là một người con của Hòa Bình. Với truyền thống cách mạng kiên cường vẻ vang và sự đoàn kết quyết tâm đồng lòng phấn đấu thực hiện khát vọng phát triển, tin rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình sẽ làm nên những kỳ tích, dấu ấn mới trên chặng đường phát triển, xây dựng tỉnh Hòa Bình giàu đẹp, văn minh.